mọi người nhé các bác ơi. Đây là địa chỉ của công ty em này. Cả địa chỉ, cả số điện thoại các thứ đều đầy đủ trên cái bảng luôn. Các bác hay bị nhầm một cái bãi ở dưới kia, nhưng mà bãi của nhà em là cái bãi ở trên này nhé. Máy nông nghiệp Hải Sơn rõ ràng như thế này. Đó, đây là biển chuẩn chính chủ của công ty luôn. Các bác có bảo là quay tất cả các máy ở trong xưởng ấy, thì thực sự là một cái bãi máy này có hơn 200 đến 300 máy cơ. Nó nhiều máy lắm các bác ơi. Các bác bảo em quay hết cả một loạt thì nó hơi là vất luôn. Thì em sẽ quay gọi là điểm qua những em máy có ở công ty nhá, ở bên ngoài này. Nói chung là chủ công ty em thì cực kỳ dễ tìm luôn. Nó ở trên đường quốc lộ 3 luôn. Các bác đi tỉnh xuống đây cũng dễ này. Và các xe vào đây cũng rất là gần luôn. Mà nếu mà các bác đi ô tô riêng thì bãi đỗ xe cũng rất là rộng rãi cho các bác đỗ xe luôn nhá các bác ơi. Ở ngoài này thì để bọn em đang trưng bày có những cái em dòng Iseki TL28 này. Có một em 5018 ở đây. 5018 này em cũng quay video rồi. Em này như chưa quay này. Nói chung trên kênh em thì khá là đầy đủ các máy ở công ty rồi, nên là các bác chịu khó theo dõi kênh giúp em nhé. Ở ngoài này đang trưng bày những em là 1265, GL27 và con FX435 này. Nói chung mấy em này em quay hết rồi. Trong đây có một em gì đây, L1255 bác, các bác ơi. Còn đây là mấy em dòng mã nhỏ này, B-14, B-14 với cả 1702, 1502 là có những em máy nhỏ nhỏ ở đây. Cái những em máy nhỏ này em cũng quay video rồi. Nói chung hầu hết em quay hết video rồi các bác ạ. Đây bãi đỗ xe ở đây rất là rộng này. Đây là một cái chỗ ở ngoài đường đây, nhưng mà cái chỗ bọn em để cho các bác để xe đây, xe tải để cho các bác luôn này. Có cả một em GT3. Kia là em GL338. Đây là một em GL338 này. Em có livestream rồi, có quay hết chi tiết các máy ở đây rồi. Làm một cái video cho các bác xem cho cụ thể đây. GL368 đi bạn. Tiếp theo một em Iseki này. Em F205 này em cũng quay rồi này. Đây là em Ultra B10. Có ở đây có dòng GT5, GT3. Đây một em cabin điều hòa này. Siêu đẹp luôn. Đó. Đây thì có 2 em B10 đây, nó có tổng là 3 em B10. Em nhỏ này nữa này. Đây. Thêm cả một em mấy em 2 em cabin gọi là 32 và một em 53. Hiện tại đang còn 4 em cabin thôi. Đó. Các bác ơi, còn có nguyên một cái đường này vào cho các bác để xe vào lên máy xuống máy luôn này. Nói chung là đất rất là rộng, bãi máy rất là rộng, rất là nhiều máy luôn. Nhiều máy lắm, làm sao mà em quay được hết cho các bác luôn. Ở bên dưới kia, ở bên dưới kho kia còn nhiều lắm ấy. Nói chung là bãi máy bên em chủ yếu là sẽ nhân là dòng lò ăn là nhiều nhất ở công ty. Lò ăn chẵn, lò ăn lẻ năm này nhiều lắm. Đây là bãi máy ngoài thì có những cái em gọi là các kiểu máy luôn, Iseki rồi Shibaura rồi thì Hinomoto, Mitsubishi là nó sẽ ở đây. Janma, đây là có 3 em máy gặt của có cả ở đằng trước là bọn em trưng bày máy Janma mới. Bọn em là đại lý chính thức của Janma mà. Đây là trưng bày máy Janma mới. Và nhiều bác quan tâm đến máy bãi hơn nên là em sẽ quay máy bãi hơn. Đây là những em máy ở ngoài này thì nó sẽ nhiều chủng loại hơn.
Còn ở bên trong xưởng thì nó sẽ trưng bày chủ yếu là dòng lẩu ăn nhé. Đây là lẩu ăn 43 33. Đây là lẩu ăn 33. Đây, ở ngoài này là máy gian ma mới, gian ma Hải Sơn nhé các bác ơi. Có 3 em máy gặt và 3 em máy cày. Đó. Còn ở đây là toàn bộ dòng lẩu ăn này. Mình sẽ đứng lên đây cho các bác xem chi tiết. Lẩu ăn và dòng GL là bọn em là chủ yếu, nhiều nhất tại máy. Đây toàn lẩu ăn nhá. Toàn bộ lẩu ăn chẵn luôn. Lẩu ăn từ 18 đến 28 là lẩu ăn chẵn. Có lẩu ăn 18, lẩu ăn 20 thì bọn em đăng hết rồi. 22 thì chỉ còn một cầu thôi. Còn có lẩu ăn 24, lẩu ăn 26, lẩu ăn 28 là còn khá nhiều máy. Ở đây có một em là lẩu ăn 20 đây. Đó, thế thì chỉ có lẩu ăn 22 thì hết máy 2 cầu thôi. Còn lại từ 18 đến 28 là đều đầy đủ máy nhá các bác ơi. Đây là một dòng lẩu ăn. Đấy, em đi xuống. Đây thì ở bên dưới này sẽ là có dòng GL thì nhiều hơn. Có cả một dòng KL. KL25. Đó, GL23, 25, 27, 29. Nói chung là rất là nhiều máy luôn. GL3 số. Đó. Ôi, các bác cứ bảo đi một lượt mà quay hết tất cả các tên máy ở đây thì cơ mà quay đến trưa mất. Đó, em sẽ quay gọi là toàn cảnh cho các bác nhìn. Bên trên bãi chỗ với bạn đang đi kia cũng có là máy luôn này. Em lên em quay cho các bác xem nhé. Đây, ở đây có một em Satun. Đó, có GT và có dòng Satun này, GL. GL thì ở đây chủ yếu là những em dưới 30 mã là GL23 này, 25 này, 27 này, 29 này. Đó là những em dòng GL thông dụng ở đây. Còn có bác hỏi dòng hôm nọ có bác hỏi dòng Hinomoto thì bọn em có 2 em. Và xưởng cả xưởng thì chỉ có 2 em Hinomoto thôi. Còn 239 và một em 329 thì phải. Một em đấy ở đâu rồi? Đây, đây. Em chưa nhìn thấy nó đâu cả. Ý là có 2 em Hinomoto thôi các bác ơi. Đây nhá. Đây là bãi máy ở bên này. Ở dưới kia cũng có rất là nhiều máy nhá các bác ơi. Cũng là dòng GL và dòng lẩu ăn rất là nhiều dưới đấy. Nhưng mà đây bọn em vừa mưa xuống nên là nhìn nó hơi bẩn một chút. Để hôm sau em sẽ quay cho các bác xem sau nhá. Quay cho các bác xem quay từng máy một chi tiết thì các bác không thích đâu. Các bác cứ thích quay tổng quan này cơ. Đây có một em Iseki đây. Em lẩu ăn ở đây này. Đây là em lẩu ăn 24. Hot hit luôn. Một em gian ma siêu to khổng lồ ở bên này. F535, 53 mã lực. Có một em 42. Đây. Có mấy máy, 3 máy F535. Thì cũng có một máy, có một bác khách đặt rồi. Có cả máy cấy luôn nhá các bác ơi. Gian ma có cả máy cấy luôn. Đó, đây. Em nhìn từ dưới lên nó sẽ như này. Nhiều máy lắm. Các bác hỏi xem. Nhiều bác hỏi là giá tất cả các máy thì không biết bảo giá kiểu gì luôn ấy các bác ạ. Đó. Rồi các bác ơi, bãi máy bên em thì khá là nhiều máy và rất nhiều chủng loại ấy. Thì các bác mà hỏi thì hỏi chi tiết giúp em là hỏi máy bao nhiêu mã lực hoặc khoảng bao nhiêu tiền thì bọn em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác luôn nhé. Đó, đây là nói chung là em cũng không quay được hết một lượt của bãi máy đâu. Thì các bác cứ gọi là xem qua loa giúp em nhé. Hỏi chi tiết muốn quay em nào hoặc các bác quan tâm dòng nào thì có thể để lại bình luận. Em sẽ tư vấn và báo giá cho. Hoặc là có hoặc không thì em sẽ báo cho các bác nhé. Rồi ạ. Em xin kết thúc video tại đây nha các bác ơi. Chúc các bác một mùa trung thu vui vẻ nhé các bác ơi. Hôm nay là trung thu này. Rồi ạ. Em xin chào tất cả các bác nhé.